Tuyệt đáo luôn ha. Ta bút nè. Honda là Thái Lan nè. Có Thái. Tinh đẹp. Để mua cái Thái tặng cho cái áo. Đè đè cái chụp bốn của mình ơi. Nắm cái gầu dưới á. Cái bình hơi đó lỏng. Ê, như là chưa xiết cái cổ dưới á, cổ dưới á. Cái T10 kìa. Là cổ dưới á. Dở dán áo lên được rồi. Ờ, dán cái gì lên được rồi. Bấm sao vậy ta? Bô hả? Có cha. Quay máy đặt hoàng. Thời gian á. Cái đèn LED là tắt không được anh á. Cái đèn định vị là không tắt được. Cái đèn định vị hai bên là tắt không được. Cái đèn hai bên á. Đóng giữa thôi. Giống như xe máy của là đèn sương mù á. Xe lái chúng ta có đèn mà. Chạy qua đây chạy vậy nó không mát nè. Làm sao chạy cho lớn lớn xuống cho nó mát. Nè đó. Mới làm mát được nước. Được này không? Được. Làm mát nước đó. Nè. Còn chúng ta nhỏ chạy chút chơi thôi. Chạy chơi chút thôi. Đó chơi chút vậy thôi. Còn chạy lâu phải chạy vậy nào. Còn ra nhỏ chạy chơi chút nghe điện thôi. Mát được không? Sáng thì định vị á. Tại vì của nước ngoài là nó chạy rất chiều tối á. Chạy hoài. Rồi, nó đi ngủ hơi sớm. Định vị. Chạy hoài hao dầu không? Không, trời ơi. Chơi mà. 93, 0933 đi, 4 số đó. 0933. Đúng rồi, 93. Rồi, ok.